Mến chào các bạn đã đến với chương trình Kiến thức quanh ta của Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ ngày 28 ngày mỗi tháng trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Các bạn thân mến, đến với chương trình Kiến thức quanh ta kỳ 10 ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng tiếp tục tìm hiểu thêm một chủ đề mới, đó là chủ đề về các loài bò sát. Và ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng xem đoạn clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trách nhiệm bằng cách bình luận phía dưới đoạn clip theo cấu trúc 1A, 2B, 3C kèm theo thông tin họ và tên cùng với số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức ghi nhận và ưu tiên những bạn trả lời chính xác đầy đủ đầu tiên nhất, đồng thời không công nhận kết quả đối với những bình luận có hiển thị điều chỉnh. Thời gian tham gia bắt đầu từ 9 giờ ngày 28 tháng 10 đến 9 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2023. Ban tổ chức sẽ liên hệ và tặng quà cho những bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất nhé. Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bò sát. Lớp bò sát gồm các loài động vật máu lạnh. Những động vật này không thể giữ ấm cho cơ thể trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Chúng không có xương sống và tiến hóa từ động vật lưỡng cư khoảng 340 triệu năm về trước. Bò sát cần rất nhiều ánh nắng mặt trời để giữ ấm cho cơ thể. Chúng có mặt ở mọi nơi trên thế giới, từ vùng hoang mạc, nội thành cho tới hàng chục mét dưới đại dương. Một số động vật bò sát phổ biến bao gồm rắn, cá sấu, đòi mồi, rùa, thằn lằn. Bò sát có vảy trên thân, chân của chúng rất ngắn hoặc hoàn toàn tiêu biến. Phần lớn các loài bò sát đẻ trứng, trứng được ấp nở thành con non nhờ hơi ấm của môi trường xung quanh hoặc của bố mẹ. Trên thế giới có khoảng 6.000 loài bò sát khác nhau, không giống với lưỡng cư. Bò sát có thể dễ dàng sống trên cạn. Bò sát thở bằng phổi, giống như động vật có vú. Bởi vậy những loài bò sát sống dưới nước phải ngoi lên mặt nước để thở. Loài bò sát cổ xưa nhất được xác định vào khoảng 300 triệu năm tuổi. Người ta cho rằng chúng đã xuất hiện kể từ khi khủng long còn thống trị thế giới. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn một loài động vật thuộc họ của bò sát, đó là thằn lằn. Thằn lằn thường có 4 chân, chúng có tai ngoài và mi mắt cử động được. Thằn lằn trưởng thành có kích thước khác nhau tùy theo loài, dao động từ vài cm như trường hợp của loài tắc kè Caribe cho tới gần 3 mét như rồng Komodo. Ở trường hợp của một số loài thằn lằn như rắn mắt kính, chân của chúng không có chức năng gì. Mặc dù cấu trúc xương của bộ phận này trong cơ thể khá là rõ ràng, loài này không được xếp vào loài rắn bởi chúng có mi mắt và tai. Nhiều loài thằn lằn có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể cho phù hợp với môi trường xung quanh hoặc khi chúng bị đe dọa. Tắc kè hoa là một ví dụ điển hình cho khả năng này của thằn lằn. Ngoài ra, thằn lằn xanh Anole là một trong những loài có màu sắc cơ thể sặc sỡ. Hầu hết các loài thằn lằn chỉ ăn côn trùng hoặc các động vật gặm nhấm. Một vài loài ăn tạp, ăn cả động vật lẫn thực vật và một vài loài ăn thực vật. Hầu hết thằn lằn đẻ trứng. Một vài loài khác có khả năng sinh con. Thằn lằn còn có khả năng tái tạo các bộ phận đã bị rụng như chân và đuôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu về loài bò sát và thằn lằn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau đây nhé. Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A. Bò sát có vảy trên chân. B. Chân của chúng rất ngắn hoặc hoàn toàn tiêu biến. C. Cả hai câu trên. Câu 2. Trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài bò sát khác nhau? A. 6.000 loài. B. 5.000 loài. C. 4.000 loài. Câu 3. Loài bò sát cổ xưa nhất được xác định vào khoảng thời gian nào? A. 400 triệu năm trước. B. 300 triệu năm trước. C. 500 triệu năm trước. Câu 4. Trong những loài vật sau đây, loài nào là loài bò sát? A. Rắn, cá sấu, hải cẩu, rùa, thằn lằn. B. Rắn, cá sấu, đòi mồi, rùa, thằn lằn. C. Cả hai câu trên đều sai. Câu 5. Loài bò sát tiến hóa từ động vật lưỡng cư vào khoảng bao nhiêu năm về trước? A. 350 triệu năm. B. 340 triệu năm. C.
360 triệu năm. Câu 6. Thằn lằn đẻ con hay đẻ trứng? A. Hầu hết đều đẻ trứng. B. Một số loài khác có khả năng sinh con. C. Cả hai câu trên đều đúng. Câu 7. Thức ăn của thằn lằn là thực vật hay động vật? A. Ăn cả động vật lẫn thực vật. B. Chỉ ăn động vật. C. Chỉ ăn thực vật. Câu 8. Khả năng thay đổi màu sắc của loài thằn lằn như tắc kè hoa có tác dụng gì? A. Để phù hợp với môi trường xung quanh. B. Khi chúng bị đe dọa. C. Cả hai câu A và B đều đúng. Câu 9. Đáp án nào sau đây là đúng nhất về loài thằn lằn? A. Thằn lằn thường có 4 chân, chúng có tai ngoài và mi mắt cử động được. B. Thằn lằn trưởng thành có kích thước khác nhau tùy theo loài. C. Cả hai câu trên đều đúng. Câu 10. Thằn lằn có khả năng tái tạo các bộ phận đã bị rụng như chân hay đuôi, đúng hay sai? A đúng, B sai. Để trả lời đúng các câu hỏi trên, các bạn có thể tìm thông tin qua quyển sách Trong rừng có gì nào của nhà xuất bản Hà Nội, Bách khoa thư kỳ diệu cho trẻ em, Bò sát và lưỡng cư của nhà xuất bản Văn học. Sách hiện đang được phục vụ tại thư viện tỉnh Đồng Tháp. Thân mời các bạn cùng tìm đọc. Chúc các bạn có những câu trả lời đúng và sớm nhất để nhận được những phần quà của chương trình nhé. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp để đón xem các chương trình tiếp theo của chúng tôi.